Chào các bạn, trong bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng học 3 công cụ cuối cùng trong bộ công cụ Modify Tool, đó là Pin, Unpin và Delete. Nội dung bài học sẽ chỉ xoay quanh Pin, Unpin và Delete trong Revit sử dụng như thế nào. Quay trở lại với mô hình dự án của chúng ta. Thì bạn thấy nhá, trong các bài học trước chúng ta đã học gần hết các bộ công cụ rồi. Thì chỉ còn 3 công cụ đó là Pin, Unpin và Delete là chúng ta chưa học mà thôi. Thì 3 công cụ này có tác dụng như thế nào? Đầu tiên là công cụ Pin. Công cụ Pin là công cụ ghim. Giả sử như là công trình các bạn có một vài đối tượng mà các bạn đã chốt nó rồi và không muốn tác động đến nó nữa, đặc biệt là các tác động như là di chuyển, đôi khi chúng ta lỡ tay chúng ta di chuyển hoặc lỡ tay chúng ta xóa nó đi ấy, thì chúng ta có thể ghim nó lại. Đấy, nó cũng là một cái kiểu khóa. Thì nó sử dụng như thế nào? Giả sử như cái bộ bàn ghế này mình chốt nó ở vị trí này rồi. Đấy, thì chúng ta có thể chọn nó và các bạn chọn cái lệnh pin ở đây, lệnh cắt là pn, click vào nó. Khi bạn thấy ngay lập tức nó sẽ có một cái nút ghim ở đây, nó hiện lên cho các bạn. Đấy. Và khi bạn thấy này, giả sử như chúng ta ghi di chuyển lỡ chúng ta tay chúng ta di chuột thì chúng ta không thể ghi được đối tượng đi. Đấy, thấy không? Và thậm chí chúng ta lỡ ấn tay ấn delete này thì nó cũng báo cho chúng ta là không thể delete được. Đấy. Thì đôi khi các bạn có thể kết hợp cái lệnh pin này với cái nút select này này. Các bạn có nhớ cái nút select này không? Trong Revit nó có cái nút select, đó là nếu các bạn chọn nó thì mới chọn được lệnh pin, đối tượng pin. Nhưng nếu các bạn bỏ chọn nó đi thì chúng ta không thể chọn nó. Đấy, các bạn thấy đặc điểm thú vị không? Thì nó kết hợp với cái lệnh này, với cái nút pin này, thì đôi khi các đối tượng mà chúng ta đã pin rồi, chúng ta khóa rồi, chúng ta không thể chọn được nó, thì trong quá trình chúng ta làm việc thì nó an toàn hơn. Bạn hiểu nhỉ? Hoặc nếu các bạn bây giờ nếu các bạn muốn không còn muốn ăn pin nó, không muốn pin nó nữa, hay không muốn khóa nó nữa, thì các bạn có thể kích vào đây, hoặc các bạn có thể chọn là ăn pin, lệnh tắt là UP, thì ngay lập tức các bạn có thể tác động nó lại như thường. Tuy nhiên các bạn để ý cho mình này, đó là cái lệnh này ấy, nó chỉ tránh cho chúng ta những cái lệnh, cái tác động như là chúng ta di như này thôi. Nhưng các bạn là nếu các bạn chọn những cái lệnh như lệnh move ở đây nhá, thì bạn thấy này, đối tượng của mình đang bị pin rồi nha, đang bị pin rồi này. Đấy, nhưng mình chọn lệnh move, mình di chuyển nó thì vẫn di chuyển được, đồng thời nó sẽ xóa cái pin. Đấy, các bạn thấy không? Đấy. Đấy thì các bạn lưu ý cho mình, đó là cái pin này nó chỉ tránh được những cái tác động mà như là xóa hay là chúng ta di chuyển thôi nhá, di chuyển tác động của nó thôi nhá. Còn những cái lệnh mà modify khác thì đôi khi chúng ta vẫn tác động được đấy. Được chưa? Còn cái lệnh cuối cùng là lệnh delete, thì cái lệnh này chắc các bạn dùng nhiều rồi. Chúng ta có thể kết hợp với cái phím trên bàn phím thôi, hoặc các bạn chọn nó và các bạn delete như này. Thường thì mình sẽ dùng phím chứ ít khi mình kích chuột như này. Được chưa? Ok. Thì đấy là ba cái lệnh cuối cùng trong bộ công cụ Modify Tool, bộ công cụ sử dụng rất nhiều, rất thường xuyên trong Revit. Và mình tin rằng mặc dù nó quan trọng như thế thì nhưng mà nó rất là dễ dàng và các bạn hoàn toàn có thể thành thạo nó trong một vài giờ thực hành mà thôi. Đấy, được chưa? Như vậy kết thúc bài học hôm nay, các bạn đã được học lệnh pin, unpin và delete. Chúng ta đã kết thúc chuỗi các video hướng dẫn phần Modify Tool và chúc các bạn thực hành thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các phần học khác của chuỗi bài học.